Cha mẹ chỉ có giá trị trong 10 năm, phải chú ý đến 3 giai đoạn này để con trai hóa rồng và con gái hóa thành phụng. Giai đoạn đầu là từ 0 đến 3 tuổi, tạo cho con trẻ cảm giác an toàn. Các chuyên gia về nuôi dạy con cái cho rằng giáo dục sớm quyết định cuộc đời của một đứa trẻ, cũng giống như các khối nhà móng càng vững chắc thì càng khối xây càng cao. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ nên tạo cho con mình cảm giác an toàn trong giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai là từ 3 đến 6 tuổi, dạy trẻ bằng lời nói và việc làm. Ông Tao Xuyên Di, một nhà giáo dục nổi tiếng, từng nói trước 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để phát triển nhân cách. Hầu hết những thói quen và thái độ quan trọng cần có trong cuộc sống đều được vun đắp thành công trước 6 tuổi. Nếu bạn biết tu dưỡng tốt trong giai đoạn này, chỉ cần bạn tiếp tục nuôi dưỡng chúng trong tương lai, tự nhiên đứa trẻ sẽ là một thành viên tốt của xã hội. Giai đoạn 3 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để hình thành tính cách và thói quen của trẻ. Những lời nói và việc làm của cha mẹ giai đoạn này có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Nếu cha mẹ có thói quen tốt, con cái cũng sẽ thói quen tốt. Nếu cha mẹ có lười biếng, chửi thề thì con cái sẽ trở thành bản sao. Cha mẹ nên đừng sử dụng những phương pháp cứng nhắc để giáo dục tất cả trẻ em, mà phải nương theo tính cách của trẻ. Giai đoạn 3 là 6 đến 10 tuổi, dành cho trẻ sự tôn trọng hơn. Nhiều em sau khi bước vào cấp 1 bắt đầu chán học, đồng thời việc phụ huynh kèm cặp con cái chửi bới đánh con là điều thường thấy. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục này sẽ không khiến trẻ ngoan hơn mà sẽ trở nên ì ạch. Trên thực tế, ở giai đoạn phát triển này, trẻ chậm lớn, nhận thức cũng thay đổi, chúng có nhiều ý tưởng hơn. Vì vậy, cha mẹ hãy dành cho con sự tôn trọng nhiều hơn và để con mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình. Đứa trẻ như cây non vừa nảy mầm, cha mẹ là người làm vườn cần mẫn chăm sóc, không chỉ tưới nước mà còn dùng cách giáo dục đúng đắn như bón phân cho trẻ để trẻ tăng trưởng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Bạn hãy ngẫm xem, nhìn xem, có đúng là hầu hết những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi sự giáo dục tốt của gia đình đều xuất sắc cả về nhân cách và học thức, và ngược lại, chìa khóa của chất lượng giáo dục gia đình nằm ở cha mẹ.